Đồ thiệt. Đồ thiệt mà con thấy, nếu mà con thổi mà nó rớt xuống là con được lường lấy á. Mà nó thở lỗ rồi sao rớt được. Thì đó, nếu mà con thổi mà nó rớt xuống là con được quyền lấy. Người ta bấm đổ hết trơn rồi, nhớ không à? Rớt xuống thì đâu có. Bây giờ nó mới nói chơi, hiểu không? Hả? Chưa tới giờ đâu. Cái này thì đồ cũ người ta muốn dùng, người ta đi. Không có đâu, người ta treo, người ta trang trí cho cái may mắn. Quay ba kìa, quay ba. Đừng có chạm cái tay vô. Còn tới giờ còn một người. Lâu mở đi ra không? Quay lại con robot nãy đi. Nè con quay bay với cô. Danh ơi. Cũng may thêm gì cao gót nó mới cao quá. À. Chắc bình thường cũng cao hơn ta. Tại đi. Nói vậy nào. Chắc cũng cao hơn ta. Lại cái ghế nè. Shiva and Uma. Nghĩa là hai vị thần á. Có mấy giờ không?